Review hộp bốc thăm vua huyền thoại mới trong Play Together. Chào các bạn, ngày hôm nay, hộp bốc thăm mới mang tên Legendary King đã chính thức ra mắt. Không chỉ gây ấn tượng với người chơi bởi bộ trang phục hiệp sĩ bắt mắt, vua huyền thoại còn hai vật phẩm vô cùng xịn sò là cần câu đại kiếm Alexander và phương tiện ngai vàng. Và ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu, hãy cùng mình xem các vật phẩm này có gì thú vị nhé. Đầu tiên, cần câu đại kiếm. Đây là chiếc cần câu cá bóng 6 được thiết kế dưới dạng kiếm thánh cùng kích thước vô cùng lớn. Khi cầm trên tay, Alexander cho nhân vật một góc nhìn tương đối hùng tráng của một vị kiếm sĩ huyền thoại thường thấy trong các bộ phim. Khi câu, nhân vật sẽ ném toàn bộ thanh kiếm xuống nước chỉ để nhô lên phần chuôi kiếm, phải nói đây là một thiết kế khá thú vị đúng không nào? Nói về chỉ số, đại kiếm Alexander có tỷ lệ câu thành công là 100% với các loại cá nói chung và chỉ 50% đối với cá bóng 6. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là cần câu này cho một tỷ lệ cá vương miện khá cao. Vì vậy, nếu là một cần thủ đang săn tìm những loài cá vương miện thì đây sẽ là chiếc cần câu dành cho bạn. Thứ hai, ngai vàng huyền thoại. Đây là một phương tiện nhưng không thể di chuyển, giống như một chiếc thảm. Với 4 chỗ ngồi, vị vua sẽ ngồi trên ngai vàng và các thần dân sẽ hành lễ ở phía dưới, lại là một thiết kế vô cùng đặc sắc đến từ nhà phát hành. Tóm lại, hộp bốc thăm vua huyền thoại cho người chơi một góc nhìn mới hơn cùng các vật phẩm vô cùng độc đáo. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về hộp bốc thăm mới này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Chúc các bạn chơi vui!